Đây là chị ba Jennifer sẽ lên lau nước đá chó tại vì cưng chó lắm. Đây. Rồi nha, nhăn nhăn là một cái là ba đem dỗ hai con chó. Cười cái coi. Ơi cười gì kỳ quá à. Đâu lau nước đá chó coi. Đó, hai cục vàng của con nó quậy đó. Nè. Về quậy một trận ở dưới cắn sữa ni lô. Bây giờ lên lầu thấy dụng nước đá. À, chị bà giải quyết nha. Ơ, chị nó bà cắn sữa không có lớn làm hết tại học sữa có sữa nhiều mình này lấy lớn hơn thật ra học sữa nó cũng bằng cái gì đó nhỏ. Sao con không dọn không? Con nói. Ê, hồi nãy ba kêu bà để đó bà làm đi nha. Con dọn là chắc cũng bấy nhầy luôn á. Ba kêu. Hả? Lý sự quá, lý sự á. Mốt lớn làm luật sư nha. Nha. Nha, mốt lớn làm luật sư nha. Rồi, giấy nó dục đâu vậy? Rồi, rồi, dạ, rửa tay giùm ba nha.